Thôi lên con chơi với xe đạp đi. Mẹ đi đây mẹ. Dạ để em đi, để em cột lại cho. Rồi lên xe đạp chơi đi con. Làm sao? Đi đâu? Rồi chú ơi. Chay đã về lại Sài Gòn chay như một con chim. Nhưng mà dạo này chay là không được ngoan. Cô chú biết không được ngoan gì không? Em bé dạo này là không thích cột tóc và không thích chải đâu. Có được không? Giống ai? Hả? Giống ai đây? Không thích chải đầu là giống ai đây đó mẹ nha. Đứa nào không thích chải đầu? Thôi mệt quá. Đâu phải Bali, cái đó là Vincent. Bali nè, Bali ngồi vừa ngửa con cục chút xíu rồi như cục thịt nè. Vincent. Con đó đi Vincent. Chó. Chó đó hả? Rồi con lại chó chơi đi. Ngứa hả? Ngoài ngứa cho em nha cô chú ơi. Em về Việt Nam bị nó nói hả, bị mọc ghẻ sốn đầy người luôn cô chú ơi. Từ khi ngày bà đi về bà cố tới giờ đó, lạ nước lạ hơi đất đồ này kia đó, mấy cục một cái sốn á, trời ơi khắp người luôn. Tội thiệt cái chứ phải. Nó chiều là ba đứa, mỗi đứa một chiếc xe. Đứa chiếc xe màu vàng, đứa chiếc xe màu đủ màu, đứa chiếc xe màu đỏ. Màu lên đàng hoàng. Cứ vòng vòng sớm. Chú phải đầu tóc có được không? Không chịu cột tóc mà không chịu chải đầu luôn. Về Việt Nam tao nói thả là đâu tóc rối. Đâu, ngồi lên đi con. Ngồi lên ngoài đấy. Đó, coi kìa, coi lết, coi lết kìa. Ngồi lên. Nó tự động nó ưng vậy đó. Chơi vậy đó chứ phải. Ups. Chó đâu? Rồi để đang chó đi, để ra chơi chó đi. Cái đầm này là cô nào tặng cho chay nè. Chay mà mốt nó rút kinh nghiệm về Việt Nam không đem đồ nữa. Về về Việt Nam cô chú tặng đồ nhiều quá đem về chứ chó nặng vali. Hả? Ê cô chú đợi đẩy chú chó nha. Nó táp cho một táp á. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Ừ, đi ra chú rác đi. Ừ, con nói sợ. Con nói đi sợ. Con nói sợ. Rồi, thôi đi. Chó này nhìn cũng hiền nè. Mà đừng quýnh nó được rồi. À, cái sớm này nói chung là cũng vui cô chú. Khỏe, không có gần đường á. Đi ra đi chơi, đi ra đi vô, ra vô đi về được. Quay về đi con. Tự nhiên đó vô lý hộp. Một chị đi quay đi vô đứa ta. Trời ơi giang hồ chưa, tự nhiên con ta đang đứng lại đẩy con ta. Coi được rồi đó không? Cô chú thấy nó chưa? Bây giờ nó đi lại nó rồi làm trùm giang hồ Gò Vấp cô chú ơi. Từ Michigan mà bay qua ta đấy qua ba Gò Vấp làm giang hồ luôn. Con ta đang đứng lại đẩy con ta vậy đó. Không hề liên quan. Giữ dằn lắm chứ phải giỡn với nó đâu kìa cô chú. Không hề biết là hôm nay không phải là địa bàn của mình. Chay đi đâu là đó là địa bàn của chay hết. Qua Cali cũng là địa bàn. Kìa lại con chó con kem mà chay kìa lại. Rồi cởi con chó con kem kìa. Lại dành ăn kem với chó đi con. Chị con nói đi chị. Để chó ăn kem mà chay kìa. Lại ăn kem với nó đi. Đi lại đây con chó con kem lại lên. Ớ ngăn bệnh. Kìa lại con chó con kem mà chay. Oh my god, Vincent. Xe chưa có bằng lái. Ừ. Xe chưa có bằng lái. Chay cho con chó con kem mà chay kìa. Chay không mà. Gọi điện thoại đi. Gọi điện thoại cho ba đi. Ba về rồi hả? Dạ không. Còn ở đây. Không, cái đó của em mà. Cái đó của chay mà con. Cái đó. Thôi gọi điện thoại đi con. Thôi rồi gặp bê đê ca rồi. Ê bậy cái đó của người ta. Cái đó bậy. Cái đó bậy trả con trả. Trả con này con. À cái đó của bạn nha con. Của em của bạn nha con. Anh em và anh không biết bằng tụi. Bạn nha. Thôi quay đầu là bờ đi chay ra đây ngoài đây là xa quá rồi đó. Vô đi con. Vincent đi vô đi con, cho em đi vô con. Thôi, không có đẩy con ta. Ê. Nhu.
Anh chị tính đẩy con ta đó, cô chú thấy ghê chưa cô chú? Đi đi vô đây, vô đây, vô đây, vô đường đó đó. Rồi đi vô với anh hai kìa, anh hai kìa, rồi đi đi con. Chơi chơi chơi. Hẹn Ngân ra đút cơm đó cô chú. Cơm. Đó, ăn cơm đó. Cơm không? Rồi cái đó không phải cơm mà nó không ăn rồi. Thấy chưa, ngoài người ta đòi ăn cơm. Ta đòi ăn cơm. Nó cháo mà không chịu rồi. Hôm nay khai chưa cháo cá hồi ngồi cái ngọt đó. Lấy cái xe vô cho. Ê 7 7 7. Trời ơi kém nó cũng cho. Trời ơi. Ê ê. No no, stop it. Chạy đi. Không được gì vậy. Hay kỳ vậy. Trời ơi. Chó chó ăn hết đi con. Lên để cho chó ăn á. Yeah. Nó cầm lên để cho chó ăn. Cái cô lên trước á. Thấy không? Đây là cái cây của chó. Thấy không? Nó cầm lên. Nó cầm để cho chó ăn. Thôi đi chứ. Cho chó ăn. À rồi, cho con cho chó ăn phải không? Ngồi xuống cho chó ăn hai anh em. Thôi ngồi xuống cho chó ăn đi. Đúng rồi, ngồi xuống chó nó không sợ. Ngồi xuống. Lấn vô trọng gì chạy. Đi ra đây. Đi vô áo con, ngồi xuống. Ngồi xuống chó. Đây là chó ra đây nè, chó ra đây nè. Cực kìa, cực kìa chưa? Đó, ta cho, ta cho. Nè, ngồi như mẹ nè, đó, con ngồi xuống vậy nè. Chó không có sợ, chay này ra con chó ăn kem. Con lứt thì nhà con có biết ăn kem không? Đó, thấy chưa, anh hai đứa chó ăn kem đó, thấy không? Đó, wow. Sợ vậy mới để mẹ Ngọc hiểu lầm rồi nha. Ờ, hiểu lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm rồi đó. Hiểu lầm tưởng nhìn ăn với chó. Sorry. Rồi tới chay cho đi, chay cầm đi. Rồi, nó đi luôn rồi. Nó đi luôn rồi. Vô luôn rồi chị. Hai chạy vô luôn. Đi ra, đi ra. Đi ra đi con, đi ra đi con. Ra đây, ra đây. Ra đây mày cho ăn kem, đi ra đây. Đi, ra đây. Ăn kem không? Kem tủ lạnh quá trời. Cái gì vậy? Chó gì vậy? Mấy nay Việt Nam rất là mát cô chú, nên cũng đỡ. Nó chạy vòng vòng, chóng mặt với nó luôn cô chú ơi. Có mấy con chó à? Rồi em lấy xe của con rồi, ai mượn? Ai mượn đi cà khịa? Ai mượn đi cà khịa, tao lấy xe rồi. Ê, chạy bên sạch. Ê, ê, đừng. Đừng. Em ơi cho anh lấy xe. Con nói bạn ơi. Bạn ơi cho mình lấy lại xe được không? Vân Trần. Được, thấy chưa? Thấy chưa? Ủa hai đứa này xin đôi hả? Thấy chưa? Tụi bay chơi lại hai gia đình xin đôi không? Giới thiệu với mọi người hai bạn xin đôi này là bằng tuổi vậy chứ chay luôn á. Ủa bằng tuổi chay luôn hả? Tại người ta xin đôi. Trời, đã coi con quýt lộn kìa, con quýt lộn kìa. Ê, ê, ê. Trời ơi. Đó, rồi xong. Rồi, đây toàn giang hồ không? Đó, kìa đó. Đó, ba anh em giang hồ đó. Ê, 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 ê. Stop it. Chạy đi. Ớn ăn không? Trời ơi, mấy ông nội mà đi cảng, mà cái cảng cái băng hết lộn này không là cũng hết ngày hết giờ đó cô chú. Đau đâu? Trời ơi, ông cái gì qua ông còn bỏ dây luôn kìa. Trời ơi. Bóp kèn đi chay. Quá luôn trời đất ơi. Mẹ hai đứa sinh đôi đó bằng tuổi chay luôn á. Vậy là chay cũng có cái cái gì đó. Hai anh đó còn nhỏ hơn chay nữa. Chắc do sinh đôi á. Nên là tưởng là chay là người. Tưởng là chay là người con gái nhỏ nhắn nhất rồi đó. Tưởng chay là hạt tiêu đánh đá nữa. Sao không nói chuyện được? Ồ, bị gãy răng rồi hả?
Trời ơi, mới vỗ răng khôn về đó hả, cái răng đó hả? Trời đất ơi, để cái răng sâu dữ vậy trời. Cái răng cũng xứng đáng. Cái răng nó nhỏ là xứng đáng luôn rồi đó. Cái răng nó nhỏ là đúng luôn rồi đó. Cái muốn tin mấy cái đó nha. Làm gì có, mà mình dụ. Răng. Trong chiều nay mát thiệt, công nhận. Mấy ngày nay thời tiết rất là mát mẻ luôn. Không được, dơ. Ồ ồ. Ê, no. iPhone 11 kìa mấy chế ơi. Ủa sao nó nói chuyện không được mà? Nói được chút xíu rồi. Phải không? Nó nói chuyện không được mà nó thấy con cầm điện thoại, nó nói iPhone 11 kìa mấy chế ơi. Bà cũng mẹ cũng ham nói lắm. Mẹ ý là mẹ là nói chuyện không được á. Này là vô lớp là bà Tám với mấy bạn cùng lớp lắm nè. Wow, giỏi chưa chay? Good job. Bên sành té, bên sành này rồi, bây giờ ba lên bắt trước. Khổ ghê, cái gì cũng bắt trước. Ê, bên sành đừng có làm em bắt trước con, không được. Không được, không được. Ủa chơi, coi là con dần ba ly lấy dép, chay nó mang luôn rồi nè. Thôi được đời không? Coi chơi vậy. Đây. Rồi, dục nha. 1, 2, 3, đi. Giỏi quá. Ơi, cô chú thấy cái đông đủ đông vui vậy sao không? Không liên quan tới Ly. Ly tội nghiệp lắm, Ly là nhân vật mà bị ta nói cố đấm ăn xôi. Đang đứng lại đẩy té nhỏ té bật cửa. Vậy chứ mong mốt Ly là người nhớ chay nhất, nhớ những cú ngã, nhớ những cú ngã để đời. Thôi thì chứ về tự nhiên thấy ba Ly nhỏ quá, cái ăn cái đẩy nhỏ miết luôn. Rồi đó, ăn cắp chiếc xe của anh ta rồi đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đưa cho chay đi chó. Chó nó biết giỡn như chay, nó không chịu đưa cho anh chay á. Dạ vui chị.